nếu đường chạy là cuộc đời, nó sẽ cho bạn vô vàn bài học. Cứ lao mình rồi cũng sẽ tới đích. Cuộc đời cũng giống như đường chạy. Chúng ta luôn khởi đầu với sự hào hứng, tinh thần sục sôi, nhưng đôi khi thì lại muốn gục ngã, dừng lại khi đôi chân đã thấm mệt. Nhưng hãy kiên trì và đứng lên tiến về phía trước. Đừng từ bỏ ước mơ và thành công sẽ mỉm cười với bạn ở vạch đích. Chạy 360 sẽ chia sẻ về những câu chuyện trong chạy bộ và những bài học đúc kết ra trong cuộc sống. Và nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Chạy 360 thì hãy nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất mà chúng mình đăng tải hàng ngày nhé. Đi thôi! Haruki Murakami đã dựng lên một tuyên ngôn của bản thân trên đường chạy bộ. Từ những đường chạy thuần túy, ông đã vẽ lại câu chuyện cuộc đời và những trải nghiệm. Cuộc đời và đường chạy của Haruki Murakami vì vậy như hòa là một. Tôi từng viết một bài phân tích về tác giả người Nhật nổi tiếng Haruki Murakami. Cũng nhờ ông mà tôi tìm được niềm đam mê chạy bộ. Tôi tin rằng nếu đường chạy là cuộc đời, nó sẽ đem đến cho những người trẻ chúng tôi vô vàn bài học ý nghĩa. Tuy nhiên, cuộc đời tôi và đường chạy bộ không bao giờ hài là một được. Trên đôi giày chạy bộ mỗi buổi sáng chiều, tôi thấy phấn khích và hứng khởi. Còn cuộc sống đôi khi khiến tôi sợ hãi hay hoài nghi chính bản thân mình. Người trẻ, những đường chạy và hành trình chinh phục giấc mơ. Tôi, 26 tuổi, nhân viên ngân hàng. Ở lứa tuổi này, người trẻ chúng tôi tìm thấy nhau ở cuộc khủng hoảng mang tên thanh xuân. Thế hệ chúng tôi ấp ủ những hành trình chinh phục giấc mơ, người khác gọi đó là viển vông. Chúng tôi khao khát khẳng định bản thân và vươn lên, người ta gọi đó là tuổi trẻ báo thắng. Tất cả những điều ấy, sự nhìn nhận bản thân và phủ nhận từ mọi người định hình lên một lớp trẻ giữa cuộc sống này. Có nhiều người ôm giấc mơ thành lập công ty, đạt được sự nổi tiếng và giàu có nhất định trong cuộc sống. Còn những người như tôi vượt qua mình ngày hôm qua, khẳng định bản thân trong công việc cũng như nhìn nhận được giá trị của bản thân đã là một ước mơ lớn. Dù kỳ vĩ hay nhỏ bé, người ta vẫn đều đang theo đuổi một giấc mơ lớn của cuộc đời. Khi những hoang mang tuyệt vọng tìm đến, tại sao công việc vẫn mãi cứ ùn ứ lại? Tại sao không ai nhận ra mình cố gắng? Hai đứa em đều đã có vợ, còn sao mình chưa có bạn gái? Tôi lại lao theo những đường chạy, những thử thách trong cuộc sống cũng giống như những đường chạy phía trước với muôn vàn chướng ngại vật. Chỉ có điều, tôi có thể vượt qua những chướng ngại vật trên đường dễ dàng, còn nỗi thất vọng và hoài nghi chính bản thân để vượt qua chúng không phải là điều đơn giản. Chúng ta đặt nhiều kỳ vọng vào những đường chạy, như cách chúng ta đặt vào giấc mơ cuộc đời, thời gian, nỗ lực, công sức và quan trọng hơn cả một ý chí và đam mê. Có những lúc tuyệt vọng, tôi thầm nghĩ rằng ít nhất nếu cứ bền bỉ thì cái đích cũng sẽ hiện ra phía trước. Tuổi trẻ, chúng tôi không có gì ngoài tinh thần tự do, sẵn sàng lao mình theo những ước mơ. Vì chúng tôi hiểu rằng nếu không phải những năm tháng này, bao giờ còn có cơ hội được sống hết mình và cuồng nhiệt như vậy. Hành trình không của riêng ai. Nếu soi chiếu vào dòng chảy lịch sử hay những con người xung quanh, bạn biết mình không hề cô đơn trong hành trình đam mê rồi thất bại, vươn lên rồi ngã gục, thành công rồi lại lụi tàn. Nữ nhà văn Rowling đã bị 12 nhà xuất bản từ chối bản thảo Harry Potter đầu tiên trước khi cuốn sách của bà trở thành bestseller tại nhiều quốc gia và dịch ra hàng chục thứ tiếng. Steve Jobs từng bị sa thải bởi chính công ty mình từng sáng lập và điều hành để giờ đây, khi qua đời, ông vẫn là tượng đài của làng công nghệ thế giới. Nếu có điểm gì chung ở họ, đó chính là tinh thần không bỏ cuộc, chấp nhận thất bại như một bàn đạp để vươn tới thành công. Tôi từng hoài nghi bản thân, liệu mình có thể đạt được những ước mơ của cuộc đời không? Hoặc chí ít, kiên định trên con đường mình đã chọn hay không? Điều khó nhất không nằm ở việc bạn cần đổ bao nhiêu thời gian, tiền bạc, công sức, có một niềm tin và tinh thần dám làm, dám thực hiện, không sợ hãi hay hoài nghi chính bản thân mới là thử thách thực sự. Trên đường chạy, tôi và những người trẻ khác cùng nhau tìm thấy được câu trả lời cho bản thân mình. Bạn biết rằng, hành trình đi tìm lẽ sống, theo đuổi giấc mơ không hề cô đơn, có những người cũng đang mải miết đêm ngày cho giấc mơ của chính họ. Đường chạy giúp tôi hình dung rõ hơn về một cuộc đời thực. Với những thăng trầm đổi thay, có khó khăn và thử thách,
nhưng cũng có quả ngọt, sẽ luôn có người bên bạn, động viên và hỗ trợ để đường tới đích không còn quá gian truân. Chạy bộ giúp bạn củng cố thêm niềm tin rằng sẽ luôn có một cái đích trước mắt để bạn chạm tới, vấn đề chỉ còn lại ở thời gian, rèn luyện và lòng quyết tâm. Cùng chung suy nghĩ như tôi, những đường chạy giờ đã thành một phần của cuộc sống nhiều người trẻ. Phong trào chạy bộ đã lan rộng trên khắp Việt Nam, đặc biệt thu hút giới công sở do đặc thù công việc ít vận động. Đó là một đường chạy thể chất và cũng là đường chạy tinh thần khi người ta hiểu chạy bộ không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn giúp các bạn nhận ra nhiều điều quan trọng trong cuộc sống ở ngưỡng tuổi đầy khủng hoảng niềm tin. Các giải chạy lớn nhỏ vì thế cũng càng ngày càng được mở rộng với những đường chạy tên tuổi như giải Việt dã toàn quốc và Tiền Phong Marathon với 60 năm có mặt tại Việt Nam. Giải Hà Giang Marathon thách thức các vận động viên khi diễn ra ở địa hình với độ dốc cao. Các giải chạy khác như Đà Nẵng International Marathon, Long Biên Marathon cũng thu hút đông đảo những người tham gia với nhiều kỷ lục được xô đổ và ngày càng có nhiều bạn trẻ tự tin cán mốc 42 km trên đường chạy, điều mà trước đây không phải quá nhiều người có thể thực hiện. Đam mê từ cuộc đời. Con đường đi đến thành công của bất cứ ai cũng giống như đường đua. Muốn về đến đích, bạn phải trải qua những ngày dài tập luyện, phải có chiến lược để phân bổ sức bền và nhất là phải có một ý chí vững vàng, một tinh thần kiên định thì mới có thể vượt qua những đoạn đường dài đầy thử thách. Trên đường chạy đầy thử thách ấy, mỗi km hoàn thành là minh chứng mạnh mẽ nhất cho sự nỗ lực vươn lên từng ngày, từng giờ, không chỉ trong thể thao mà còn ở mọi hoàn cảnh trong công việc và cuộc sống. Đó sẽ là hành trình tiếp lửa của Techcombank để lan tỏa tinh thần mãnh liệt đến các bạn trẻ Việt Nam, thêm can đảm, tự tin và đạt được thành công vượt trội hơn mỗi ngày. Nếu cuộc đời là một đường chạy, bạn hãy sống như một vận động viên marathon, giữ một trái tim nhiệt huyết, một cái đầu kiên định và cơ thể kiên cường. Không có ai ngủ dậy rồi bỗng dưng thấy mình lao phăng phăng về đích, chẳng có ai chỉ cần hô hào quyết tâm là sẽ thành công và chạm tới ước mơ của cuộc đời. Để chạm tới điểm đích, điều bạn cần làm là sải bước những bước chạy nhỏ mỗi ngày cũng như nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong cuộc sống. Đường chạy cuộc đời dạy cho chúng ta vô vàn bài học, ngã ở đâu đứng lên ở đó, kiên trì bền bỉ rồi cũng sẽ đạt được điều mong muốn. Mỗi giải chạy bộ sẽ tiếp lửa cho các bạn trẻ, truyền động lực cho những bước chân đầu tiên để bạn có thể tự tin sải bước vào cuộc đời rộng lớn. Mong rằng qua những câu chuyện mà Chạy 360 chia sẻ ở trên thì các bạn sẽ có thêm động lực để tập luyện thể dục thể thao hàng ngày, vừa nâng cao sức khỏe mà vừa có vóc dáng đẹp. Và nếu như bạn cảm thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhớ đừng quên nhấn like, share và subscribe ủng hộ kênh Chạy 360 nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Lần 9, quay. Cuộc đời cũng giống như đường đua. Bạn bạn luôn khởi đầu với sự hào hứng, tinh thần sục sôi, nhưng đôi khi thì lại muốn gục ngã. Đừng từ bỏ ước mơ và mỉm cười. Và thành công sẽ mỉm cười với bạn. Video của Chạy 360 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Chạy 360. Nếu các bạn cảm thấy hay thì đừng quên để lại cho chúng mình một like, share và subscribe để ủng hộ Chạy 360 nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.